Xuất hiện Koji tàu ngầm chạy bằng cơm vì suốt ngày xin mẹ đi bơi. Xuống bằng, xuống. Xuống. Nhìn cái cảnh chán chê chưa nè quý vị. Không biết cái lúc em nó được sinh ra gặp đúng mùa lũ hay sao mà mê nước như vậy nè. Chuyện là con đang nuôi phải bé Koji mệnh thủy như này đây. Thời gian mà nó ở dưới nước chắc còn nhiều hơn trên bờ nữa đó mọi người. Ở nhà thì thích tắm thao, đi chơi thuyền cùng mẹ thì lại nhảy xuống sông mà bơi đá đời kiểu vậy nè. Riết rồi nói chuyện được với loài cá rồi cũng nên. Xuống bằng, xuống. Xuống. Về đây bơi chung mẹ ơi, ở dưới này mát lắm, xem con bơi giỏi chưa nè. Ai nấy xem được đều thích thú trước vẻ đáng yêu của em mà còn đùa rằng Sen mà cho nó đi thi SEA Games môn bơi lội chắc ẵm luôn huy chương vàng cho coi. Cơ mà chắc đây cũng là Koji hệ thủy nữa rồi, bơi không khác gì cái tàu ngầm chạy bằng cơm vậy đó. Nhưng con Sen hạn chế cho em nó xuống nước đi, chứ cứ tầm này là dễ cảm lạnh lắm nha. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.